Người phụ nữ đã dùng bút viết yêu cầu cứu giúp lên tờ giấy vệ sinh công cộng rồi nhét tờ giấy vào một bên của nhà vệ sinh. Một cậu thanh niên chọc đầu bất ngờ lao vào nhà vệ sinh nữ kêu cứu. Người phụ nữ vội vã viết yêu cầu cứu giúp lên đùi vàng, nhưng điều mà cô không ngờ đến là cậu thanh niên chọc đầu bất ngờ nhìn thấy tất cả mọi việc mà cô đã làm. Nhưng anh ta không phơi bày bất cứ điều gì mà phụ nữ đó đã làm mà chỉ muốn xem xét các hành động tiếp theo của cô. Để tự cứu mình, phụ nữ đã bắt đầu tán tỉnh người đi đường. Nhưng khi anh ta chuẩn bị tốt bụng mở váy để họ thấy thông điệp cứu giúp trên chân thì cậu thanh niên chọc đầu bên cạnh đột ngột mở ô đồng hồ nắng giúp che kín. Người phụ nữ có hình dáng bình thường đó đã bị cậu thanh niên chọc đầu bắt cóc. Tờ giấy vệ sinh mà anh ta để lại trong nhà vệ sinh chỉ được một cô gái tốt bụng nhìn thấy. Cô gái tốt bụng lo lắng rằng phụ nữ có thể đã bị bắt cóc thực sự nên cô ấy đã theo sau trên chiếc xe trượt tuyết cho đến khi cô ấy tìm thấy xe ô tô của cậu thanh niên chọc đầu. Để dễ dàng cứu người, cô gái tốt bụng đã lấy cắp quần áo của một người hàng xóm gần đó. Sau khi cô ấy thay quần áo, cô ấy ngay lập tức biến thành một cô gái nóng bỏng. Sau đó, cô gái tốt bụng gõ cửa phòng của cậu thanh niên chọc đầu và tán tỉnh một cách nồng nhiệt. Khi cậu thanh niên chọc đầu thấy có cơ hội tốt đẹp đó đến, anh ta ngay lập tức để cô gái tốt bụng vào trong. Khi cậu thanh niên chọc đầu đi vệ sinh, cô gái tốt bụng bắt đầu tìm kiếm phụ nữ bị bắt cóc khắp nơi, nhưng không ngờ rằng khi cô ấy chuẩn bị giải cứu phụ nữ, cậu thanh niên chọc đầu phát hiện ra họ. Cậu thanh niên chọc đầu đang tức giận, lập tức muốn dắt hai người đi đổi tiền, nhưng khi mới ra khỏi cửa thì đã bị cảnh sát đợi sẵn bắt. Hóa ra cô gái tốt bụng đã báo cho cảnh sát trước khi vào trong, nếu không, anh ta sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.